quay quay từng trạng đi. Đây này, ngoài đảo. Đây dưới này em. Đó. Yeah. Cái to to này kêu luôn nhỉ. Đây là chả đau. Sợ nhìn mình nói không tin luôn. Cẩn thận thật đấy. Đang tay này nó không vào hết đây này. Bị rộng. Ừ. Không tay bị rộng. Không. Sao mà à sai sẽ ép mà. Hôm kia. Này cứ không lấy thì chết dở nhỉ. Không chữa đây. Thành lỗ sẹo. Cô chị có cái nào bị bầm không? Chịu được. Không kêu như mẹ. Mẹ cứ đau thì mẹ làm mẹ không chịu. Ê, mẹ yếu hơn con này. Cái bộ này lẻ nó ngứa. Có mấy con bảo là bạn đi làm, còn bạn cũng bảo là hơi đau đau tí thì con hãi. Ừ. Hơi xe. Con đau lắm không bé? Tại cũng chưa. Đau à? Đau này là đau chịu được mà nó cũng vẫn được. Đừng gặp người nhá. Vâng, không biết là ai gọi điện nhỉ? Ngọc ấy vừa ấy Ngọc gọi à? Ừ. Ui nghe cứ tưởng là cô nào. Ơ. Ờ con chị Huyền à? Cái gì nhỉ? Thảo Ngọc à? Thôi của anh ấy gì? Thôi anh. Thôi, em không lấy đâu. Anh làm sao ấy? Anh Tâm ơi, lên em bảo. Em không lấy. Ui anh nhỉ? Hộ được mấy mà anh, chán thật. Thank you.
Vâng ạ, à, anh và anh ơi. Đang quay, bác thông cảm nhưng không ra được. Ừ, cái này tí quay lại nó lại trói lên. Mấy cái ở góc này ấy, không phải cái đấy rồi. Vừa lấy ra. Ừ. Nó hơi rồi. Này lấy đà đây à? Ít rồi hả? Xuống nhỉ? Thôi. Cái tầm này nó vẫn còn chưa ý thức được ấy. Nhất là con trai. Móng trỏ thì có móng rồi này. Nhanh lắm. Cảm giác cái móng ấy có móng khó chịu này. Ừ. Là làm quen cái móng ấy khó chịu lắm. Chắc anh đâm lên đấy. Nhú quần đỡ. Nấu luôn. Mùi mỡ. Sao anh này có thể không tin em mức đấy hả anh Tâm? Hả? Sao anh này không tin em mức đấy cơ à? Mà anh phải gọi điện hỏi Kiên. Hả cái gì? Ngây thơ thế. Vừa anh có gửi lại được tiền cho anh không? Cái gì ạ? Thú lắm. Sáng đấy suốt ngày đi ăn với anh thì chả tính toán thì thôi. Để là tí lấy mang tiếng. Ừ. Ngọc vừa gọi tưởng cô nào cơ. À thế cũng bị cúm hả? Đây cũng bị cúm rồi này. Ôi giời ơi, cúm. Thế xong rồi 2 ngày đi học đám ma ấy. Xong nó ốm to. Ừ. 2 ngày hôm qua hôm kia đám ma không? À. Đi xuống dưới đây này. Ừ, ngay dưới này này. Ừ, ông bà bóp cho. Ừ, ừ. Chung chung, không phải trẻ. Không trẻ cũng chẳng già lắm. Nhưng mà làm được. Cứ xuống đấy trước đi, xong rồi lên đây cũng được. Đấy nó thư giãn đó. Xuống đây làm nó cũng lâu ấy. Ừ. Một tiếng. Cái gì buồn vãi, xuống lên đây thì nó rõ sâu. Ờ. Vâng. Vậy.
Năm nay nó đám cưới. Ốm cho ai bắt làm. Ốm thì nghỉ. Ừ. Ờ, mình đang có dịch cúm B. Mình chỉ cảm cúm, đấy cũng thế này. Lại đòi đi. Làm gì còn nữa này? Hết à? Ừ. Lấy lại cho mũi đi. Mũi từ từ. 12, 13 phút rồi. Nốt thôi. Móng lại tự dưng lại quèo phát chết rồi. Ừ, mà dài thôi. Mình má có mấy cái. Má nào? Má bên này. Đấy. Cái gì? Nó làm có mỗi mình mà. Không thuê nhân viên luôn. Ừ.
Đây này, này nhiều da chết. Tuấn Anh tuần sau có rảnh không? Thi xong chưa? Con thi xong rồi. Thế tuần sau đến nhé. Tuần sau đến để build ra nhé. Nhà toàn dai. Giả dai gì ạ? Này nói đùa nhưng mà cũng phần nói thật ấy nhỉ. Thật chứ con gì đấy. Bây giờ con gái nó vô mắt, mặt mũi thì cứ rỗ nhành rỗ nhịt cho đứa nào nó lấy. Ngày xưa rồi như thời các cụ mặt rỗ vẫn lấy được vợ đấy. Ừ. Bây giờ mặt rỗ đến chắc nó tiếc quá. Yêu. Chị nằm một mình một đường. Ngồi đấy là ngã bây giờ. Đi vào trong cái rừng trong cùng ấy nằm với chị.